Chào mừng các bạn đến với kênh Hoa Cỏ Mùa Xuân. Hôm trước có dịp tham quan một căn hộ 2 phòng ngủ, 2 toilet, 2 ban công, 69m² vừa mới bàn giao tại chung cư Q7 Sài Gòn Riverside Complex, số 4 Đào Trí, phường Phú Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ dẫn một vòng để các bạn và các anh chị cùng tham quan chung nhé. Q7 Sài Gòn Riverside là dự án căn hộ Smart Home nằm ngay mặt tiền sông Sài Gòn, hiện nay đang bàn giao hai block Mercury và block Uranus, còn hai block Saturn và block Venus đang dựng hoàn thiện sao. Tổng diện tích hơn 75.000 m², số block 5 block, số tầng 34 tầng và 1 tầng hầm. Tổng số căn hộ là 3.580 căn, tổng số căn office là 12 căn, tổng số căn trợ thương mại là 53 căn, tổng số căn nhà phố thương mại là 131 căn. Ngoài ra còn một số dịch vụ tiện ích khác như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, nhạc nước, cầu tình yêu. Nhìn chung thì căn hộ cũng tạm ổn, đáp ứng yêu cầu tối thiểu, nơi ăn chỗ ở, có sẵn bếp từ, tủ bếp, trang bị đầy đủ các thiết bị phòng vệ sinh. View xịn sò nhìn ra sông nước cũng lãng mạn phết, nhưng có vẻ nhỏ so với những gì mình tưởng tượng. Dù sao thì với mức giá khá tốt so với mặt bằng thị trường thì không thể đòi hỏi quá nhiều. Điểm trừ của dự án này là quang cảnh xung quanh trên đường Đào Trí còn rất là lượm thượm. Nhiều nơi còn bán phế liệu, thu gom rác và xe container khá nhiều. Nếu nhà nước nhanh chóng mở rộng đường và quy hoạch thành khu bến du thuyền sạch xanh đẹp, thì nơi đây sẽ rất đáng sống. Không hiểu sao một con đường đầy tiềm năng như vậy mà vẫn để xấu xí bao nhiêu năm như thế này. Lẹ lẹ thay đổi giùm đi các chú bác ơi, em vàng đây. Các anh chị nào thấy hứng thú thì tìm hiểu thêm dự án. Bây giờ cùng Hoa Cỏ Mùa Xuân lượn sơ sơ một vòng chung cư thôi nào.